V-League 2023-2024 diễn ra hấp dẫn, kịch tính ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Bên cạnh những trận cầu không khoan nhượng, vượt qua nhiều thời điểm thời tiết không thuận lợi, số lượng khán giả đến sân cũng là một điểm nhấn ấn tượng sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải lịch sử tổ chức trong 2 năm. Tổng cộng có 348.900 khán giả đã đến các sân vận động để theo dõi 56 trận đấu. Trung bình 6.230 khán giả mỗi trận. Vậy đâu là sân bóng thu hút nhiều khán giả nhất sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải V-League 2023-2024? Quảng Nam phải chọn Hòa Xuân làm sân nhà ở thời điểm hiện tại. 18.000 khán giả đã đến sân Hòa Xuân trong 5 trận đấu, trung bình 3.600 khán giả mỗi trận. Sân Vinh đã đón 13.000 khán giả trong 3 trận đấu của Sông Lam Nghệ An, trung bình 4.333 khán giả mỗi trận. 17.500 khán giả đã đến sân Quy Nhơn trong 4 trận đấu của Maryland Quy Nhơn Bình Định, trung bình 4.375 khán giả mỗi trận. Sân Hà Tĩnh đã đón 13.500 khán giả trong 3 trận đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trung bình 4.500 khán giả mỗi trận. 20.000 khán giả đã đến sân Hàng Đẫy trong 4 trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội, trung bình 5.000 khán giả mỗi trận. Sân Thống Nhất đã đón 25.000 khán giả trong 5 trận đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình 5.000 khán giả mỗi trận. 16.000 khán giả đã đến sân Hàng Đẫy trong 3 trận đấu của Thể Công Viettel, trung bình 5.333 khán giả mỗi trận. Sân 19 tháng 8 Nha Trang đã đón 27.000 khán giả trong 5 trận đấu của câu lạc bộ Khánh Hòa, trung bình 5.400 khán giả mỗi trận. Sân Pleiku đã đón 25.000 khán giả trong 4 trận đấu của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, trung bình 6.250 khán giả mỗi trận. 20.000 khán giả đã đến sân Thanh Hóa trong 3 trận đấu của Đông Á Thanh Hóa, trung bình 6.667 khán giả mỗi trận. Sân Gò Đậu đã đón 27.900 khán giả trong 4 trận đấu của BKMX Bình Dương, trung bình 6.975 khán giả mỗi trận. 31.000 khán giả đã đến sân Hàng Đẫy trong 4 trận đấu của Công an Hà Nội, trung bình 7.750 khán giả mỗi trận. Sân Thiên Trường đã đón 49.000 khán giả trong 5 trận đấu của Thép Xanh Nam Định, trung bình 9.800 khán giả mỗi trận. Câu lạc bộ Hải Phòng đang tạm xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu xét về lượng khán giả tới sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, sân Lạch Tray của đội bóng này là nhà vô địch của giải đấu sau 8 vòng. Cụ thể, đội bóng đất cảng trải qua 4 trận sân nhà. Với tổng số 46.000 khán giả đến sân, trung bình 11.500 khán giả mỗi trận. Sân Lạch Tray hiện cũng là sân đấu sở hữu trận đấu đón lượng khán giả cao nhất sau 8 vòng đấu ở V-League. Đó là trận khai mạc mùa giải giữa câu lạc bộ Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai thu hút 15.000 khán giả đến sân. Hiện tại, V-League đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho Asian Cup 2023, giải đấu sẽ trở lại với vòng 9 từ ngày 17 tháng 2 năm 2024.